Hi, mến chào cô chú anh chị, chào bạn đến kênh Bình Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip để cũng clip ngắn thôi cô chú anh chị bạn. Thì cái clip này thì mình sao mà mình chia sẻ cách để mà giữ cho cái màu đá được tự nhiên và không bay màu, thì cũng không thấm nước luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là mình sẽ dùng keo nha. Rồi, thì đây mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn là biết một cái nó hai loại keo. Thì một cái loại keo bóng nước nè. Keo bóng nước và này là keo của anh Việt Úc vậy nè. Này nó là có chức năng là tạo bóng chống thấm. Và một cái loại keo nữa là Cova. Đó. Cova là còn một tô kiều, đều là keo bóng nước hết. Nhưng mà những cái keo bóng nước này á, thì nó làm giữ cũng giữ màu đá cũng tự nhiên, nhưng mà một cái thời gian là nó sẽ bay màu và nó sẽ trắng trở lại nha, chứ nó không có thời gian lâu được. Thì hôm nay mình cũng sử dụng là một cái keo này, đây là một keo 2K 2K. Thì mình cái này là mình chỉ pha là một sinh xăng trắng thôi nha, xăng Nhật á, là mình sử dụng là cái keo này là nó mới cái nước bóng nó mới bền và giữ được cái màu sơn lâu. Còn cái keo này thì cũng sẽ được, nhưng mà một thời gian à, nó chỉ pha nước thôi, nó lại nó cũng có một lớp keo thôi, nó một lớp keo như vậy nè. Thì bây giờ mình giữ cái đá tự nhiên thì cái này thì nó hơi tốn tiền, nhưng mà mình xài rất là lâu, giữ màu màu đá nó không bị xuống màu đá và nó không bị thấm nước. Còn cái loại keo bóng nước thì thời gian sau một năm hai năm gì đó sẽ bay cái lớp keo đó, nắng mưa rồi nó kia nó sẽ trôi. Thì mình sử dụng ngoài trời thì mình xài loại sơn bóng nè, này là kêu là sơn bóng, là cũng là keo bóng luôn nha, 2K nhưng mà là cũng cao cấp. Rồi đấy là này là xe chiên xương xe hay gì nè, để chiếc xe nè. Thì tỷ lệ nó thì nó cũng pha là hai thứ vô, một lon lớn một lon nhỏ như vậy, thì chung một bộ nha. Thì mình pha vô 1 lít xăng một bộ như vậy, thì pha vô 1 lít xăng và mình dùng cọ quét hoặc là máy hơi, dùng bít tư lê bắn cũng được. Thì mình ra đây mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem. Đây thì mình cũng đang sửa chữa nhà này, thì nhà này lúc trước cũng có quét cái keo đó lên bóng rồi, nhưng mà thời gian thì nó sẽ hết rồi nè. Nó hết rồi, nó trắng từ gì nè. Mưa nó sẽ thấm nước vô, cái đá mình nó sẽ đổ màu vàng, nó sẽ chảy như vậy nè, nó chảy màu vàng ở đây. Thì mình dùng keo đã mình quét bên đây xong, đây là mình quét rồi nè, đó mình đang quét như vậy đấy. Đây thì mình quét này là chỉ mới một nước nữa nha, là nó sẽ có độ bóng như vậy, nó giữ được cái màu, nó sẽ sẫm lại liền, thì nó sẽ ra cái màu đá tự nhiên nha, này ra màu đá tự nhiên nè. Đó. Đó, tự nhiên. Đó, thì nó sẽ bóng như vậy nha. Cái sơn này thì nó bóng này thì nó bóng hoài luôn, nó không có mà mất cái màu bóng được, thì nước mưa nó sẽ dâng vô thì nó sẽ tuột ra hết, nó không thấm vô những đường hồ mình dán á, những cái đường hồ này nó cũng không thấm nước luôn. Thì này quét qua khoảng chừng 15 phút là nó sẽ khô liền nha, nó bóng như đó tự nhiên vậy nè. Thì bên đây mình đang quét nè, dùng cái cọ đúng rồi, có máy phun thì cũng được, phun thì nó sẽ lâu hơn, dùng cọ quét cho nó mau. Thank you.
phút dưới chiều quét nó trắng nè, còn quét nó vô nó ngã lại màu xanh liền, màu của đá tự nhiên nó xanh lại liền. Cũng áp dụng những cái nhà mình đang sửa lại nha, sơn lại. Rồi, này là mình đã quét bóng này ngang của chú chị bạn. À, thì nó lên cái màu đá hả, đá đen thì ra đen. Còn xanh ra xanh nha. Hai bên kèo móng mình kèo như vậy là tới mình rửa hoặc là lau chùi rồi nó ra bụi hết nha. Rồi thì mình cũng kết thúc video nha. Hẹn cô chú, cô anh chị và các bạn đây những clip tiếp theo. Bye bye.